Mặc mày đi, mặc mày tao đi. Đúng ơi, mày báo tao rồi. Mặc mày nhanh đi. Bây giờ tao giải quyết cái xác đó làm sao đây? Thằng ngu. Mày giúp nó làm cái gì vậy? Anh gì đó ơi, anh ơi, say xỉn cái gì mà nằm đây vậy? Đây là đâu vậy? Ấp 7 Nhị Bình. Đau đầu quá. Còn nước không? Cho tôi miếng nước đi. Nè, nhà anh ở đâu? Coi bắt xe về đi. Chứ nằm đây một hồi á là trúng gió chết bây giờ á. Chết. Làm gì vậy? Thả luôn ra. Đánh tao hả? Không. Chết. Tao đánh mày chết. Tao đánh mày chết. Tao đánh mày chết. Anh bị gì vậy? Không. Tôi không sao. Có cần tôi giúp gì không? Chả cần. Đàn ông gì mà hô lỗ dữ vậy trời. Ba đi đâu ha? Hôm nay không về vậy mẹ? Ba của con ngoài cái chuyện nhậu nhẹt ra thì còn đi đâu nữa? Kệ ông đi. Cô giáo mời ba học phụ huynh nè mẹ. Gì nữa? Hôm bữa mới mời phụ huynh xong rồi mà. Tại gì? Cô lại đánh nhau với bạn nữa hả? Do bạn đánh con trước chứ bộ. Nó còn nói nó đánh chết mày. Con bực quá con đẩy nó té mà thôi. Khổ thiệt chứ. Chồng thì tối ngày say xỉn, con đi học thì cứ bị mời phụ huynh mắng giống suốt à. Tao nghe nè. Mày đang ở đâu? Lang thang. Chán quá, chẳng muốn về nhà. Trời ơi, giờ này mày còn lang thang nữa. Mày hại chết tao rồi. Chuyện gì? Tao có nhớ gì đâu. Xài quá mà. Bây giờ mày tới sắm củi đi, tao đợi mày.
cha nọ này ăn nhậu riết lú lẫn, đi làm không chịu đóng cửa. Ăn nhậu xong rồi nằm đó ngủ. Ông Bảo dậy. Ông Bảo, ông bị gì vậy? Ông Bảo, ông Bảo, ông bị gì vậy? Ông Bảo, ông Bảo ơi, ông Bảo, mày nói cái gì? Tao giết nó hả? Không mày thì ai? Bây giờ hại luôn tao nè. Tao có nhớ cái gì đâu. Con Liên gọi. Alo. Ông ăn nhậu kiểu gì mà giờ chồng tôi chết rồi. Ủa sao chết? Chắc chung gió chết. Giờ đang khám nghiệm gì ở bệnh viện á. Ăn nhậu sao vậy? Tôi có biết gì đâu. Hôm qua tôi về là thằng Bảo còn bình thường mà. Tôi đã nói dậu ít thôi. Vợ nó phát hiện ra cái xác rồi mà không có nghĩ là bị giết. Mày nhìn tao cái gì hả? Ủa tao có liên quan đến cái chết của nó sao? Mày tỉnh táo lại đi. Chính sự ngoan cố và nóng nảy của mày mới sinh ra chuyện đó. Mày làm gì vậy? Vài người yêu nó tặng nên nó nâng như nâng trứng vậy. Thôi vô một cái đi ba. Nè mấy cha, uống vừa vừa phải thôi. Rượu chứ đâu phải đông trùng đâu mà uống dữ vậy. Cái đồ đẹp bà, chuyện của mình lo chưa xong lo chuyện người khác. Tôi sợ cái miệng ông quá. Tôi nói câu nào là ông đớp câu đó. Phải chi tính hiền lành sợ vợ như ông Tuấn á thì đỡ. À, mệt nói nhiều quá. Lo mà về coi mồ mả ông bà đi. Bà nói hồi nó giọng vô mặt bà đó. Nói chứ mấy ông nhậu ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Còn cha Bảo, nhậu xong nhớ ngủ sớm mai đi làm. Nhớ khóa cửa cẩn thận, tôi về quê giải quyết công việc mai lên. Rồi, vô đi, vô đi. Tao thấy vợ mày nói đúng á Bảo. Thôi mình uống hết chai này nghỉ được rồi. Nè, mày, mày nên dạy vợ mày nha. Ăn nói thiếu tôn trọng người khác. Mày Thôi. Mày nên nhớ, mày đang nhậu nhà tao đó. Không thích thì ra chỗ khác mà nhậu. Mày bênh vợ mày á, tao không nhậu với mày nữa. Tại sao? Nè Bảo, mày đừng có quá đáng nha. Anh em với nhau không à. Với lại mày nợ ân tình Tuấn củi nhiều lắm á. Chuyện nào ra chuyện đó. Nợ ân tình, tao sẽ trả ân tình. Còn mày không thích thì biến ra khỏi nhà tao mày. Không thích nè mày. Con mày.
cho. Mày dám đánh tao hả? Hai mày biến hết cho tao. Mày Tuấn. Mày, vợ chồng mày xem thường tao nên tao không để nang gì nữa. Mày thôi. Tuấn ơi, Tuấn, tao lại mày. Bỏ đi Tuấn, anh em với nhau không à, bỏ đi Tuấn. Nó mà không can tao, tao đánh mày chết. Thôi đi đi Tuấn. Tao chỉ nhớ là lúc tao đánh nó thôi. Còn nó chết sao, tao đâu có biết. Trời, bây giờ lỡ công an điều tra ra được liên lụy tới tao thì tao cũng có biết làm sao đâu. Vậy thì phải tìm cách trốn. Chị chết do bị siết cổ. Tôi tưởng ông nhậu xỉn rồi trúng gió. Ai mà ác với chồng tôi quá vậy? Vậy hôm qua ai đã nhậu với chồng chị? Anh Tuấn bị tình nghi có liên quan sao? Đúng vậy, nên chúng tôi cần gặp anh ấy. Tối hôm đó ông có về, nhưng Mở cửa. Lẹ đi. Mở cửa. Anh đi nhậu khi lơ khô lắc vậy là mới về hả? Làm cái gì mà mở cửa lâu như vậy hả? Còn cái gì ăn không? Tôi đói bụng quá. Tôi cho chó ăn hết rồi. Anh đi nhậu suốt. Biết chừng nào anh về. Mà nấu nướng mà không ăn bỏ thủy mạng mà sao? Gì? Em là vợ của anh mà em nói chuyện nặng lời với chồng mình vậy đó hả? Ông là chồng hả? Có bao giờ ông có trách nhiệm làm một người chồng chứ? Tại sao không biết ở nhà chơi với con, hoặc là lấy xe chở nó đi chơi? Tối ngày nó ôm cái điện thoại, nó chơi ba cái game bạo lực, rồi vô trường đánh lộn với bạn bè nữa. Mời phụ huynh tối ngày đó anh có thấy không? Thôi. Mấy cái chuyện nuôi dạy con cái là chuyện của em, còn anh là công việc ở ngoài. Mỗi người có một cái công việc riêng. Quan trọng là mỗi tháng anh sẽ đem về cái ngôi nhà này không thiếu một cắc cho em. Được chưa? Ông tưởng em đem tiền về nhà làm gắn hết công việc con cái cho tôi hả? Anh có biết là con nít nó cần có ba mẹ ở bên cạnh không? Tại sao không có biết dành thời gian cho con mình? Thay vì ông đi đàn đứng nhậu nhẹ say xỉn rồi ông đánh lộn tối ngày. Im đi! Đừng có để anh phải đụng tay đụng chân với em Như. Như vậy? Không. Bây giờ có nói thì cô không có hiểu đâu. Tôi đi ra ngoài tôi kiếm cái gì đó anh. Ông đi đâu? Tôi đi kiếm gì đó anh. Ông đi vô. Có cơm kìa. Đi vô ăn đi. Chị hãy điện thoại cho anh. Chúng tôi cần sự hợp tác của anh Tuấn. Điện thoại không có sóng.
ơn chị. Cả hai đã không có mặt tại nơi cư trú và không thể liên hệ được. Vậy thì có khả năng cả hai đều liên quan đến vụ án này. Tuấn từng bị phạt hành chính về tội gây rối trật tự. Còn Hoàng là một thanh niên nghiện ngập nhưng nay đã tu chí làm ăn. Cả hai cùng nạn nhân đều là bạn thân và thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt. Cả hai đối tượng đều có gia đình và con cái nên chắc chắn chưa thể trốn xa được. Bây giờ cứ chia nhau ra theo sát gia đình của họ và cũng không thể loại trừ phương án vận động. Những đối tượng cứng đầu như vậy rất khó để vận động, cần phải trà trộn để nắm thêm thông tin. Mẹ ơi, có làm mà phone nữa này mẹ, kẹt trong giữa nhân giờ. Dạ đang có chuyện, tâm trạng ở đâu đó mà hợp với anh giờ này. Con làm ơn đừng có quậy nữa được không? Đừng có hỡn chút là đánh bạn. Trời ơi, thằng Tuấn nó trốn đâu rồi? Kêu nó ra công an đi. Chuyện gì vậy mẹ? Tao bắt con ra công an, con sợ lắm. Con biết lỗi rồi, con không đánh bạn nữa đâu. Nghe nè, có chuyện rồi. Đi ra sao đi, đừng đứng ở đây. Chị, em kiếm thằng Tuấn về đây đi. Chắc chắn là nó có liên quan đến vụ này rồi. Chồng chị chết oan quá mà. Chị bình tĩnh đi. Thật ra cũng chỉ là tình nghi thôi à, chứ chưa chắc chắn là chồng em có liên quan đâu. Nó trốn như vậy rồi, chắc chắn là có liên quan. Tại sao nó không chịu bước ra ánh sáng? Thôi, chị ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện. Chị la làng cũng xùm, sớm thôi để ý. Chị hỏi em, nếu em là chị, em có bình tĩnh được hay không? Cái gì? Mày kêu tao đầu thú hả? Đúng. Chỉ có cách đó thì tao không với mày mới được nhẹ tội. Chứ mình có trốn cỡ nào thì công an cũng tìm ra. Mày có chắc chắn là sẽ nhẹ tội không? Tội giết người luôn luôn lúc nào cũng sẽ là tử hình hoặc là tù chung thân đó. Nhưng mà tao có giết người đâu. Tao chỉ lỡ vậy đưa cọng dây nịt cho mày thôi. Mày mày là thằng thèn. Mày đầu thú, công an sẽ truy lùng tao nè. Con chó điên này, mày tỉnh táo lại đi. Thằng Bình, con của mày nó còn nhỏ lắm. Nó có má nó lo, thân tao thì tao lo. Có chết đói đâu mà sợ. Ông bà ngoại nó nhiều tiền lắm. Vậy bây giờ mày tính sao? Tao sẽ nhờ người đưa đi Diệp Biên, qua đó vào mấy casino làm. Biết đâu lúc đó sẽ có tiền gửi về. Mấy ổng chơi thân với nhau mà, chắc không thể nào ra tay tàn nhẫn như vậy đâu. Lúc tôi đi, tôi thấy mặt Tuấn có vẻ khó chịu vì những lời nói bâng quơ. Có khi nào vậy mà nó ra tay sát hại chồng tôi không? Chị ráng chờ kết luận của công an đi. Chưa có bất cứ kết luận nào á, thì không thể cho chồng em là kẻ giết người. Trời ơi là trời!
Anh này hả? Tôi mới gặp mấy bữa trước. Anh nằm đây nè. Chính xác chứ? Chính xác. Trời ơi, tôi còn trẻ mà chứ đâu có già đâu sếp. Cảm ơn chị. Nước cũng hết, đồ ăn cũng hết, tiền cũng không còn. Mày nói ai đưa mình đi vượt biên đâu? Chứ tao sắp chết đói rồi. Đó, trong đó còn một ít. Mày ra rút tiền rồi mua một ít gì vậy anh? Nên nhớ, mày không được đầu thú và khai tao ra. Tao sẽ không để yên cho mẹ mày ở dưới quê đâu. Thằng Tuấn Củi này nói được là sẽ làm được. Sau kê tài khoản thì Tuấn rút tiền tại một cây ATM tại Củ Chi. Nhưng mấy đồng nghiệp trích xuất camera của cây ATM đó thì người rút tiền lại là Hoàng. Sau đó y sử dụng tiền để mua thức ăn, nước uống và một đôi giày. Tất cả camera lân cận đều ghi lại được. Vậy là Hoàng đang sử dụng thẻ của Tuấn. Khả năng hai người đi chung với nhau là rất cao. Dạ alo. Dạ cảm ơn anh. Dấu vết tại hiện trường đã buộc tội hung thủ. Các mẫu tế bào da trên móng tay của nạn nhân trùng khớp với bé Bình, con trai Tuấn. Khả năng giữa nạn nhân và hung thủ có sự giằng co. Đội mình đang ở gần Củ Chi. Bây giờ mình đi xem những nơi gần cây ATM mà đối tượng rút tiền coi như thế nào. Đi. Có người đưa mình đi rồi. Kể từ ngày mai, tao với mày sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Không còn phải trốn chui trốn nhủi trong cái xó này nữa. À, hồi nãy rút tiền sẵn tao mua luôn, chứ giày của tao rớt anh chiếc nhàn bảo rồi. Sao mày không quăng luôn đi, mang về đây làm cái quái gì nữa? Dù gì cũng là con bồ của tặng nên tao hơi tiếc. Quay. Những gì thuộc về quá khứ không nên giữ lại. Kể từ ngày mai, tao với mày sẽ thay tên đổi họ. Con Cúc! Con Cúc đâu rồi?
chuyện gì vậy chị? Xem đi, chồng mày là hung thủ giết người đó. Báo hôm nay đưa tin rồi, ông giết người xong bỏ trốn đó. Trời ơi, từ bữa giờ em cố gắng tin là ông không có liên quan tới cái chuyện này. Nhưng sao lại như vậy? Chồng mày với chồng tao là bạn thân với nhau, vậy mà mày trả mẹ cho chồng tao đi. Mày trả mẹ cho chồng tao đi. Ba con không gây ra quả rồi. Hùng, là giày của Hoàng. Đối tượng để lại hiện trường vụ án một chiếc giày, và khi bỏ trốn chỉ mang một chiếc. Sau đó y sử dụng tiền của Tuấn trong thẻ ATM để mua một đôi giày mới. Camera ghi lại rất rõ. Rõ rồi, vậy là Hoàng cố tình đi mua giày mới và cố tình xuất hiện ở những nơi có camera để chúng ta thấy. Hung thủ sắp phải ra tay vào còng rồi, xin chỉ huy mật phục thôi. Tôi biết chắc chắn mấy anh sẽ tới mà. Ý anh là sao? Thật ra thì nó nói sẽ trốn ra nước ngoài sống. Tôi không biết phải làm sao hết, nên mới nghĩ ra cách
là đi rút tiền ở cây ATM. Xong rồi cố tình đi tới những nơi có camera an ninh để mấy anh xác định được vị trí. Sau đó tôi đi mua thuốc ngủ, bỏ vô chai nước. Chỉ có cách này tôi mới giữ chân nó được. Thằng Tuấn củi nó liều lắm, tôi sợ. Vì anh sợ Tuấn củi gây tổn hại cho gia đình mình nên anh mới nghĩ ra cách này để chỉ chỗ cho chúng tôi đến đây. Đúng. Còn chuyện của thằng Bảo, tôi thật sự là không cố ý giết nó. Tại vì lúc đó tôi mà không nghe lời thằng Tuấn là nó giết luôn tôi. Mày! Tuấn! Mày! Vợ chồng mày xem thường tao, nên tao không để nang gì hết. Mày! Thôi! Tuấn ơi! Tuấn! Này. Tuấn! Tao lại mày Tuấn! Bỏ đi Tuấn, anh em với nhau không à, bỏ đi Tuấn. Nó mà không can tao, tao đánh mày chết. Thôi đi Tuấn. Thôi! Quay! Bảo! Thôi mà Bảo! Nó đã xuống nước rồi, thì mày làm ơn đi. Tính nó nóng mày biết mà, nhưng nên nhớ giùm, trước đây nó giúp đỡ mày nhiều lắm. Mày coi đó kìa, cái đập hồi nãy nó đã phủ nhận hết tất cả. Bây giờ tao với mày không còn anh em nữa. Được, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thằng Tuấn củi là ai. Thôi mà Tuấn. Mày Mày thôi mà Tuấn. Đưa sợi dây này cho tao. Lẹ lên. Đưa sợi dây này tao trói nó. Không coi là tao xử đẹp mày luôn á. Lẹ. Mày im. Hoài, mày làm cái gì vậy? Thả tao ra. Đi lấy khúc gỗ cho tao. Nhanh. Lẹ. Tuấn ơi, tao không có thấy khúc cây nào hết á Tuấn. Mày làm gì nó vậy? Kệ nó. Còn rượu tao với mày uống. Uống. Xin lỗi mày Bảo ơi. Nhanh.
Lúc tôi quay lại thấy thằng Bảo nằm bất động ở trên sàn, tôi cũng sợ lắm. Nhưng mà thật sự tôi không nghĩ nó chết. Cùng lắm là sau khi tỉnh rượu nó sẽ dậy thôi. Cho đến khi mọi chuyện được rõ ràng, tôi lo quá nên bỏ trốn. Được rồi, chúng tôi ghi nhận tất cả những gì anh đã nói và làm. Nhưng bây giờ tôi phải áp giải tất cả về để phục vụ cho công tác điều tra. Anh điều tra có đúng không vậy? Chứ chồng tôi á, ông có nóng tính thiệt, nhưng mà ông thể nào ông giết con Bảo được. Và lúc trước con Bảo nó gây ra tai nạn, ông còn về nhà lấy vàng đưa cho nó để đền cho người ta nè. Các chứng cứ tại hiện trường cộng với lời khai của Hoàng đã chứng minh anh Tuấn đã siết cổ anh Bảo cho đến chết. Ngoài ra, trong buổi lấy khẩu cung sáng nay, anh Tuấn cũng đã nhận tội. Khổ quá. Con cái á thì không có dạy dỗ quan tâm, rồi tối ngày say xỉn. Bây giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, tôi cũng không biết làm sao nữa. Chị Liên cũng đã dành xác chồng mình về để mai táng. Tôi nghĩ hai gia đình cũng có mối quan hệ thân tình. Chị Liên đến nhà thắp trang bảo nó nha. Đã có gia đình con cái, nhưng Tuấn không hề ý thức được việc phải dạy dỗ và bên cạnh con mình. Thời gian chính của y là vùi đầu vào những cuộc nhậu vô bổ, để rồi không ít lần ẩu đả trong bàn tiệc. Chính sự không kiểm soát bản thân mình khi đã có hơi men mà đối tượng đã siết cổ chết một người bạn thân. Ngay sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng cũng không nhận thức được hành vi vì bị ma men kiểm soát. Đến khi biết được mình gây ra tội thì Tuấn có ý định chạy trốn ra nước ngoài. Vì không muốn là kẻ đồng phạm với Tuấn nên Hoàng đã tìm cách báo với cơ quan công an về đối tượng. Cuối cùng, Tuấn cũng bị bắt khi đang mê man tại một nơi lẩn trốn. Trước cơ quan công an, kẻ thủ ác cũng đã gục đầu nhận tội. Điều xót xa nhất chính là gia đình của đối tượng khi con trai mình đang trong những ngày cấp sách đến trường, nhưng giờ đây đã không còn cha bên cạnh.